thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Kingdom phát sốt khi hoàng tử Soobin trở thành đại sứ thương hiệu của FGF. Màn công bố Soobin là đại sứ thương hiệu của FGF, công ty mua bán và cho thuê xe điện đình đám của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tại sân khấu, 8Wonder Winter đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng fan của anh tài toàn năng làng Nhật Việt, cũng như đông đảo người dùng. Mr. FGF lộ diện đầy sáng tạo tại Đại nhạc hội tầm cỡ. Đại nhạc hội quốc tế đầy cảm xúc diễn ra tối ngày 8 tháng 12 đã khép lại chuỗi sự kiện lễ hội 8Wonder Winter 2024 với sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Trong đó, màn biểu diễn của Soobin đã tạo nên không khí cuồng nhiệt chưa từng thấy. Không chỉ bởi những bản hit như Luật Anh, Dancing in the Dark, Giá Như mà còn nhờ một màn công bố đặc biệt. Ngay khi kết thúc phần trình diễn của mình, Soobin đã thực hiện một màn solo trống cực cháy với dòng chữ Mr. FGF, màu đen trên nền xanh nổi bật xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Đây là cách anh tài toàn năng chính thức công bố là đại sứ thương hiệu của FGF, công ty mua bán và cho thuê xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tạo bão trong làng xe thời gian vừa qua. Trên fanpage chính thức của FGF sau sự kiện, hàng loạt fan của Soobin đã bày tỏ sự thán phục cách thức công bố hợp tác đầy sáng tạo này. Đồng thời, mong chờ những hoạt động sắp tới giữa nam ca sĩ, nhạc sĩ và FGF. Màn tuyên bố đại sứ không thể nào hoành tráng hơn. Chúc mừng FGF đã chọn được đại sứ biểu trưng cho sự trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm, một tài khoản nhận xét dưới bài đăng về sự kiện. Đang là nhân vật nổi bật trong show thực tế, anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin được giới chuyên môn đánh giá là nghệ sĩ đa năng, có thể sáng tác, rap, giỏi vũ đạo và thành thạo đàn bầu, piano, và thường xuất hiện với hình ảnh quý ông lịch lãm, trưởng thành. Profile này được thành viên Huệ Lê đánh giá là hoàn hảo để kết hợp với FGF. Cao cấp, sáng tạo và đầy khác biệt, đúng là bộ đôi hoàn hảo, quá là hợp luôn, fan nữ này khẳng định. Hợp tác lan tỏa xu hướng di chuyển xanh cao cấp, khác biệt. Nhiều Kingdom, tên fandom chính thức của hoàng tử Balasubin, còn chỉ ra rằng việc Soobin hợp tác cùng FGF là điều có thể tin đoán, bởi trước đó, công ty này cũng đã công bố hợp tác cùng các anh tài Space Speaker qua video Game Changer, đầy chất nghệ thuật, gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Hôm trước thấy Soobin đồng hành cùng FGF trong quảng cáo cùng các anh Space Speaker, mình đã thấy vai của Soobin hợp với hãng, có cả sự năng động, linh hoạt, không ràng buộc. Là lời bình luận từ trang Trạm Thông tin 1009 Soobin. Những màn công bố liên tiếp này khiến cộng đồng Kingdom đứng ngồi không yên, chờ đợi những màn kết hợp giữa FGF và đại sứ mới. Được biết, các thành viên Space Speaker bao gồm Soobin đã bén duyên với FGF từ các sự kiện lớn như Gieo mầm thiện tâm, Space Jam. Trước đó, dịch vụ đưa đón cao cấp của FGF cũng được tin dùng bởi nhiều ngôi sao lớn tại Việt Nam và quốc tế tại các sự kiện tầm cỡ như streamer, rapper người Mỹ nổi tiếng thế giới Astro Speed, cựu tuyển thủ Pháp Patrick Efra, Maximilian Cooper, người sáng lập Gumball 3000, Mr. JWW, Dave và Damon, kênh YouTube DDE. Những chiếc xe điện VinFast và các tài xế tận tâm, nhiệt tình đã được các sao đánh giá cao hết mực. Ngoài dịch vụ đưa đón cao cấp, FGF còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe dài hạn, có tài xế hoặc tự lái linh hoạt theo thời gian, ngày, tháng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển xanh của khách hàng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Giải xe, sang, xịn, mịn, đầy đủ phân khúc của FGF cũng đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp lớn như công ty Holitech, công ty Ngân Lực. Giới quan sát nhận định, với lợi thế sẵn có về chất lượng dịch vụ khác biệt, có thêm trợ lực từ những tên tuổi có sức lan tỏa mạnh mẽ như Soobin và dàn anh tài Space Speaker, thông điệp về di chuyển xanh sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn nữa. Từ đó, nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đứng đầu thị trường thuê xe và mua bán xe cũ của FGF. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.